Ngày nay, đa phần các hộ gia đình đã thay thế bóng đèn thông thường bằng đèn LED, sử dụng các thiết bị có hiệu suất cao, dán nhãn tiết kiệm năng lượng và hình thành thói quen tắt đèn, máy tính, máy giặt và các thiết bị điện khác khi không cần thiết. Đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, đối tượng khách hàng tiêu thụ lượng điện lớn cũng đã cải tạo thay thế dây chuyền sản xuất công nghệ cao, giảm thiểu tổn thất điện và giúp hệ thống sản xuất sạch hơn, sử dụng hệ thống điều hòa không khí thông minh, hệ thống chiếu sáng hiệu quả. Giờ trái đất là sự kiện có quy mô lớn với hàng tỷ người trên toàn thế giới tham gia bằng những hành động như tắt thiết bị điện khi không sử dụng, tiết kiệm nước, trồng thêm một hàng cây xanh sẽ mang đến ý nghĩa lớn cho cộng đồng, tạo thành thói quen tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường trong suốt cả năm. Tập đoàn Lực Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức cái chương trình này. Đây là một sự kiện rất quan trọng để giúp cho toàn thể người dân và toàn xã hội chúng ta thực hiện một cái hành vi tiết kiệm điện thành thói quen. Thói quen tiết kiệm điện của cả người dân và doanh nghiệp thực sự cần thiết, góp phần quan trọng giảm tiêu thụ năng lượng, bảo vệ môi trường, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế đang phục hồi.